Rất là thú vị á, là không có ai đảm bảo với mình á, là mình khi mình ra trường mình sẽ có công việc tốt nếu mình có một số điểm tốt hết chị. Cái số điểm mà mình có được, cái số điểm mà tốt á, thì chỉ đủ cho mình gọi là lên lớp và đặt những học bổng thôi. Nhưng mà khi mà ra đời rồi rất khác anh chị. Khi mình ra thì mình không kiếm được việc trong khoảng thời gian khá là lâu, và cũng không phải là một điều không biết may hơn đến vậy, mà ngay lúc đó mình may mắn mình biết đến được cái new skill. Và trong thời gian là mình xin việc mà chưa được á, thì với cái học lực của mình á, thì mình được về trường giữ lại làm trợ giảng trong khoảng thời gian ở đây. Và khi mình biết Nuskin mà có mặt Việt Nam á, thì mình về Việt Nam để quyết định để làm Nuskin. Mình thấy cái tầm nhìn Nuskin Việt Nam rất là lớn đó chị, không phải bản thân mình đâu, nhưng mà cái tầm nhìn của mình có được á, từ những tầm nhìn người rất thành công, chẳng hạn như đợt Successful Land Việt Nam, là các chị sẽ gặp một cái huyền thoại về network marketing. Và ông ta rất là thành công anh chị, không chỉ trong Nuskin nhưng mà rất thành công về cái lĩnh vực khác như bất động sản nữa, có tài sản là hàng trăm triệu đô hơn anh chị, mấy trăm triệu đô anh chị từ bất động sản. Và Nuskin là một thành viên cũng rất là kỳ cựu, hơn 20 năm về hệ thống của ông ta là chiếm 60% thị phần của cả thế giới đúng không anh chị. Thì đương nhiên là một điều đáng buồn cho ông ta chỉ có được lên một là 6 tầng thôi, nhưng mà tầng thứ hai mấy, tầng thứ 30, tầng thứ 35 phát triển rất mạnh rồi, thì thực sự là mình không có cái độ mà phê hồng công ty cho được. Sự cân bằng công ty là vậy anh chị, không có nghĩa là những người làm Nuskin mà có phê hồng cao nhất á thì vẫn ở ngoài kia đó. Và hôm nay các chị sau có những cái, nếu mà chị cảm thấy trong thời gian vừa rồi á, mình thật sự là loay hoay, mình chưa có một cái niềm tin, mình thiếu một cái gì đó mà mình chưa biết được á chị, thì mình tin á là rằng trong cái buổi mà Success Lab việc này, các anh chị sẽ học được rất nhiều giá trị của những người thành công á chị, những người họ đó rất là thành công, chứ không phải là những người nào á mà họ giống như các anh chị hay nói á, là học một xíu xíu, đọc một chút chút cuốn sách và cái gì chút 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 á, và đi ra ngoài chia sẻ như là một người rất là chuyên nghiệp đó, làm tôi từng trải qua rồi á. Nhưng mà trong công việc này nè, các anh chị sẽ gặp được những người thật ở việc thật, những người họ đã làm được và họ đứng lên họ chia sẻ. Bởi vì không lý do nào mà khi mà họ đứng lên họ chia sẻ cho rất nhiều đội nhóm của họ, hoặc những đội nhóm của đội bạn này, những người sideline á, thì không thể nào mà họ nói những cái điều họ không làm nữa anh chị. Cũng như khi mình chia sẻ những câu chuyện của mình trên webinar cũng như vậy, mình chỉ chia sẻ những câu chuyện là những chuyện á mà mình đã làm được, và những gì mình gặt hái từ những câu chuyện đó thôi các anh chị, chứ không phải là thật là nếu nếu mà mình lâm chia sẻ câu chuyện mà mình làm không được, mình chưa làm á, thì câu chuyện nó rất là cái gì, thấy không, nó rất là lý thuyết suông. Và đương nhiên là nó nếu anh không làm được á, thì tại sao mà tôi phải làm những cái chuyện đó. Cái chuyện mình làm được á, làm gì thì làm, cam kết là nếu mà mình có mặt tại Việt Nam á, thì mình không bỏ bất kỳ cái success ở Olympic nào hết anh chị, như vậy luôn á. Hoặc là nếu là mình còn không phải đi công tác về các tỉnh, không phải đến công chuyện đi những cái chuyện gia đình á, thì cái buổi regional hàng tháng á, là không có buổi nào mình không có mặt tại các sự kiện đó chị, là sự kiện lớn phải có mặt, nhất là Success Olympic. Nếu mà các anh chị cảm nhận được là các anh chị cần có một cái điều gì đó làm chị bước đột phá cho năm 2017, video SOV một cái Success Olympic cuối năm anh chị rất là quan trọng, thì mình khuyên anh chị là nên đi cái gì, không phải nên đi, phải đi cái gì. Và nếu mà các anh chị có thể, các anh chị giỏi thì em thấy ok, tôi làm Nuskin này tôi giỏi, thì mỗi tháng là tôi có doanh số từ 3.000 cách nhẹ nhàng rồi, và tôi thấy tôi làm được chuyện đó. Nhưng mà liệu những người mà các anh chị bảo trợ vào á, người thứ nhất nha, và tầng thứ hai á, và tầng thứ ba, họ có giỏi được như các anh chị không? Các anh chị làm Nuskin không phải là mình vào đây mình làm những cái chuyện mà mình giỏi, mình đột phá. Bởi vì sao, nếu mà các anh chị là những người giỏi á, thì chắc chắn các chị không làm Nuskin rồi, bây giờ các anh chị ở đâu rồi, nó thật sự đúng không chị. Ngoài kia có rất nhiều công việc cho các anh chị, có nhiều cơ hội tuyệt vời hơn trong cuộc sống này. Thấy không? Cái chị giỏi thì các anh chị phải như ông Đặng Lê Nguyên Vũ, phải như Bầu Đức này kia, anh chị kiếm hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ rồi. Cái gì không làm Nuskin này. Nhưng mà Nuskin nó dành cho những con người rất là bình thường, họ muốn có một sự chuyển đổi cuộc sống, muốn sự thay đổi cuộc sống, và trong đây là một cái môi trường hoàn thiện bản thân mình rất là tốt hơn anh chị. Mà đặc biệt á, mà cuốn sách trong Odyssey tháng này nói về cuốn sách mà thiết lập mục tiêu cũng rất là hay, các anh chị cũng nên đọc khi bắt đầu mình làm skin. Bởi vì một cái điều đơn giản thôi, các anh chị tưởng tượng các anh chị xây một ngôi nhà mà các anh chị hỏi một cái người kiến trúc sư nha, nhưng mình không biết xây đi, thì mình hỏi kiến trúc sư đi, ông ơi tôi muốn xây một căn nhà ở quận 7, diện tích đất vừa rồi đất nền nó tôi là 160 m², tôi xây như thế nào, chứ thể cho tôi thảo luận qua được không. Và ông kiến trúc sư nói ok, và ông ta bắt đầu
gọi thợ nhân viên lấy cọc ra xây đắp xi măng lên, và các anh chị giật mình không? Dìm nói là ơi ông ơi, ông có thể cho tôi biết cái bản vẽ hoàn chỉnh của căn nhà được hay không? Và ông kiến trúc sư đó nói với anh chị, à, anh chị yên tâm đi, tôi là một người kiến trúc sư có kinh nghiệm trên 30 năm rồi, cho nên là muốn xây cái gì á nằm trong đầu hết rồi, nên các anh chị cứ yên tâm để tôi xây cho. Nếu vậy á, hỏi các anh chị nha, các anh chị có thể nào mà trao cái căn nhà mình dám xây căn nhà với người kiến trúc sư đó không các anh chị? À, nếu mà các chị mà dám cho, sự là mình tin các chị có vấn đề luôn á, hoặc các anh chị có cái gì đó đúng không anh chị? Ngay cả xây một căn nhà mà mình nhờ một người khác mà mình cũng phải coi bản hoàn chỉnh mình mới làm chứ, hướng diện đó các chị bảo anh chị vào Nuskin, và Nuskin cũng giống như cái gì xây một căn nhà gì, cái gì chưa mường tượng, chưa thấy được nó như thế nào, nhưng mà vào đây anh chị có những cái sách rất là mục tiêu á, giúp cho các anh chị là coi mục tiêu vào Nuskin trong vòng 3 tháng 6 tháng như thế nào, đặc biệt là sau SOV. SOV này các anh chị sẽ cảm nhận được là cái mục tiêu ước mơ của anh chị có thể đạt được hay không sau sự kiện này. Có gì một điều rất đơn giản, giải quyết cuộc đời mình một lần cho xong trong năm nay đi, cảm nhận Nuskin ok, một cơ hội tuyệt vời, cơ hội tốt cho tôi tiếp tục trên con đường hành trình còn lại, thì cái gì làm, còn không thôi đỡ mất thời gian. Thì các anh chị ở ngoài kia rất nhiều cơ hội không có gì, và thời gian không chờ đợi ai bao giờ, cơ hội là những gì các anh chị, là những gì mà chưa chắc mình thấy được, cơ hội đó có cảm nhận đâu các anh chị đúng không? Các anh chị tham gia bằng một cái gì đó, cơ hội đạt được này được, hội đạt được kia, toàn là cơ hội không có gì, đâu phải là anh chị nhắm chắc 100% chị đạt được phần đó đâu các anh chị. Quan trọng là mình thay đổi, mình học như thế nào để cho mà mình có thể mà gắn kết vào được, đạt được cái ước mơ mà cơ hội nó mang lại cho mình chị. Cơ hội là một cái gì đó xa vời, như những không, nó không có thực tế đúng không, nó không có nào mà gì cảm nhận một cái đụng chạm được anh chị. Giống như các anh chị đăng ký xây một cái, xây một căn nhà mà anh chị chưa biết căn nhà như thế nào ngoài cái bản vẽ thôi đúng không, mà ít nhất trong tay phải có cái bản vẽ, cũng phải có render trên máy tính căn nhà hoàn chỉnh như thế nào anh chị bắt đầu gì xây chứ. Và cái Success Olympic cũng giống như vậy của anh chị, mình sẽ giống như cho anh chị xem một cái new skin, giống như một căn nhà hoàn chỉnh của anh chị. Nếu mà anh chị lên bước này chị đạt được cái này, gì lên cái kia chị đạt được cái kia, và anh chị phải làm cái gì anh chị đạt được cái đó. Giống như xem một căn nhà ví dụ là 2 tỷ đồng thì đều được trước hết anh chị, ok, với 160 mét vuông, phân quận 7, một nền, một trệt, một lầu, với như vậy là khoảng 2 tỷ đồng đó, mình ví dụ như vậy thôi anh chị. Thì nếu mà cái công việc các anh chị đang làm hiện tại bây giờ, mình rất có rất nhiều các anh chị đang làm nhân văn phòng hoặc mình nói nôm na làm công ăn lương á, thì các anh chị biết bao nhiêu lâu nữa thu nhập của anh chị tăng lên hơn được 50%, bao nhiêu lâu nữa thu nhập của anh chị sẽ lên 100%, và bao nhiêu lâu nữa thu nhập của anh chị sẽ lên gấp 2, gấp 3 lần, các anh chị không hề biết được đúng không các anh chị? Hầu như một gì đó nó rất là mập mờ, mập mờ còn hơn chứ cơ hội nữa. Khi mấy gì cơ hội cái gì lên chức rồi sao, lên chức cái gì đi kèm với sao, trách nhiệm à hả. Mà khi mấy chị lên chức rồi thì liệu mọi người xung quanh các anh chị có dễ dàng cho anh chị giữ chức vụ đó không anh chị, hay là chức vụ của anh chị càng cao thì khác càng muốn đá lấn lát các anh chị? Ông tổng giám đốc có bao giờ mà hướng dẫn cho các anh chị để các anh chị trở thành một cái ông tổng giám đốc giống như ông ta đâu anh chị đúng không? Các anh chị là một cái môi trường như toàn là những người quản lý chứ không phải là môi trường những người lãnh đạo, chắc chị đã biết chữ khác nhau giữa quản lý và sự lãnh đạo không chị? Lãnh đạo đây không phải nói là ban lãnh đạo này kia, nó ghê gớm lắm chứ, trong cái môi trường chính trị các anh chị, không phải anh chị. Lãnh đạo trong đây là sao, lãnh lãnh trách nhiệm, đạo là dẫn đường, lãnh đạo những người đi dẫn đường những người khác để giúp họ phát triển, cái gì lãnh đạo chuyên về phát triển. Người quản lý muốn các anh chị làm công việc đó, getting done, làm công việc nó xong và phải làm đúng, nhưng mà bên cái công công việc lãnh đạo thôi gì, họ để các anh chị đó làm và họ sao, họ hoàn thiện cái việc mình làm mỗi ngày, các anh chị làm và để họ làm sai không sao hết, nhưng mà họ luôn đặt câu hỏi á là vậy có cách nào để lần sau anh chị làm việc đó tốt hơn hay không các anh chị. Nhưng mà người quản lý thì không, tôi muốn anh làm nó đúng thôi, nếu mà không đúng thì kiếm người khác, sẵn sàng loại bỏ các anh chị. Và những người lãnh đạo họ cái sự tin tưởng những anh em với nhau, cái chuyện Nuskin đủ lâu trên 3 tháng 6 tháng thì chị cảm thấy sự tin tưởng anh em với nhau không vậy, tin tưởng mình, những người bảo trợ tin tưởng mình, những người bạn xung quanh. Nhưng mà nó người quản lý, các chị nghĩ người quản lý họ tin tưởng các anh chị không? Các anh chị làm bất cứ gì họ người giám câu dòng dòng sát sát các anh chị đang làm gì đúng không, và họ chỉ ra cái này sai cái này không đúng anh chị phải làm ý của họ. Nhưng mà những người lãnh đạo sao anh chị, họ đâu kiểm tra anh chị. Các anh chị đi làm nhiều lúc các anh chị làm sale và các anh chị phải làm cho người sếp doanh số, và mỗi ngày sếp kiểm tra các anh chị ở lịch làm việc này kia nọ và coi các chị như một người nhân viên đúng nghĩa. Nhưng mà với cái việc Nuskin thì ai kiểm tra lịch của anh chị? Các anh chị offline của anh chị thật sự không có quyền rồi cầm coi điện thoại của anh chị gọi cho ai, hay là coi sổ của anh chị gọi gì đó, thật sự không có quyền điều đó, nó nhân quyền không có được đụng vô, có là quyền riêng tư của mỗi cá nhân rồi các anh chị đúng không? Muốn vậy họ không có quyền mà họ xâm phạm
cá nhân của anh chị hết, không có bất kỳ ai hay làm điều đó đó. Và bởi sao? Bởi vì New Skin là các anh chị, nghĩa là chủ của anh chị là sở hữu công việc kinh doanh, là sở hữu cái cuộc sống của mình đó các anh chị. Và vì các anh chị sở hữu điều đó gì, sở hữu về cái và chịu trách, sở hữu về những cái tương lai của mình đó, sở hữu về cái công việc của mình, kinh doanh của mình đó, thì các anh chị phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình làm ra các anh chị. Và New Skin thực sự các anh chị không đổ lỗi được. Các bạn kiếm tiền hay kiếm cớ, bạn chỉ chọn một thôi. Ví dụ một chuyện các anh chị vào đây có thể tôi vào tôi nghe chuyện gia đình và tôi lên tôi vinh danh, xong tôi cảm ơn người vợ của tôi á, đã cho tôi làm việc này, tôi cảm ơn người chồng của tôi á, đã đồng ý tôi làm công việc này. Các anh chị thử ra ngoài công việc bên ngoài của các anh chị nói với sếp các anh chị được không? Thưa sếp, em vào đây và em cảm ơn vợ em đã cho em đi làm. Thưa sếp, vào đây em cảm ơn chồng em đã cho em đi làm. Không có gì. Cái chị kinh doanh cũng vậy, kinh doanh ra ngoài chị gặp đối tác kia là tôi gặp tôi đối tác anh, tôi rất cảm ơn vì vợ tôi đã cho tôi làm kinh doanh bên đây. Có đời nào có chị làm như đó gì? Nhưng mà thật sự vào New Skin nó có rất nhiều trường hợp như vậy. Vào đây họ ơi, thật sự là bị chồng cấm, chồng cản này kia, bị cái kinh doanh này cái kia. New Skin cũng làm một cái kinh doanh đó vậy. Hình thức thì nó đổi mới, hình thức nó làm kinh doanh thôi. Cho nên vào đây đừng có kiếm cớ. Và đừng có nói là tại vấn đề con cái, tại vấn đề này kia nọ nên tôi tham dự SOP không được. Cái đó không phải là cớ của chị. Là nếu mà cái chị mà còn tiếp tục mà kiếm cớ để hoàn thành những công việc mình lớn như dự SOP như vậy á, thì mình nói thẳng với chị luôn là con đường làm nước skin anh chị còn xa vời lắm chị. Thế không phải là hy sinh đánh đổi chứ, nó là công việc kinh doanh trách nhiệm chị cũng phải làm mà. Các anh chị có con nhỏ chăng nữa nha, nếu mà sếp nói chị đi công tác trong vòng thứ bảy chủ nhật này 2 ngày á, các chị đi không? Con nhỏ mới sinh con đó gì đi không? Chắc chắn là đi luôn chứ gì, đúng không? Nhà cửa có chuyện này kia mà phải đi công tác ra nước ngoài 3 4 ngày này kia, các anh chị dám đi không, dám từ chối không? Không cũng ngại chết luôn với anh chị. Vì sao? Họ là sếp của mình mà mình đang xây dựng cuộc đời của họ đấy chứ, họ mướn mình để mà họ có lợi từ cái đó. Giống như là các anh chị ở đây họ gặp anh chị, họ mướn anh chị một cái thu nhập là 10 triệu đồng một tháng đi, và các anh chị không chấp nhận. Nếu mà các anh chị mà cảm thấy 10 triệu đồng một tháng anh chị cảm thấy thoải mái á thì ok, anh chị sẽ làm những gì mà họ làm. Nhưng mà nếu cảm thấy 10 triệu đồng một tháng các anh chị không nào thu xếp lo lắng được cho gia đình á, thì họ mướn các anh chị để làm lợi cho họ, chứ đâu phải là họ mướn các anh chị để làm lợi cho các anh chị đâu anh chị. Và New Skin mình cũng vậy, mình thấy có rất nhiều người bên ngoài họ rất là bạc đãi với bản thân mình còn hơn là bạc đãi, còn hơn là đối xử như người khác anh chị. Thử nghĩ coi, muốn có một người chủ muốn có một cái xe, mua đất đồ mấy tỷ đồng, chạy xe mỗi một năm bảo trì gần 30 triệu, đó là tiền gửi xe mỗi tháng là triệu mấy rồi, không một năm là gần 15 triệu rồi, bảo trì thay nhớt cái đủ thứ trơn nó gần 30 triệu một tháng. Vì mà mở nội tạng rất là cao, điểm rất là thấp luôn, dưới 10 ngàn luôn, nhưng mà mua bộ tay 90 kêu không có tiền mua, kêu hơi mà nó rất là tự hào chứ, kêu trời ơi chú mà bệnh một cái là sao, cùng lắm là mổ thôi, gì ung thư vô mổ cắt rẹt rẹt cái mà ra là khỏe liền. Chà xin lỗi chứ khỏe đó, không biết sao nữa. Khỏe khỏe cái nào mình không biết nữa, mình cũng không thấy ai mà tự hào mà hả khoe tôi bệnh, tôi lên màn bệnh mà tôi mổ tôi xẻ đó, tôi ra tôi khỏe mạnh bình thường cái gì. Những người họ rất là gọi là vô trách nhiệm với bản thân của họ, vô trách nhiệm với những người xung quanh luôn, đó là người trong gia đình luôn, thẳng luôn cái gì, không biết đụng chạm ai đụng hay không nhé. Đó, bởi vì sao? Bởi vì khi mà các anh chị nằm xuống, các chị gục xuống đó, là người nào là người mệt mỏi nhất các anh chị? Không phải là các anh chị đâu, các anh chị đau đớn một lần chị uống thuốc thì nó cũng nhầm giảm, mà chị nằm liệt trên giường đó, con cái vợ con xung quanh ba mẹ người đó, mà chăm lo cho mình đó, là giống như là mình ăn cắp thời gian sức khỏe và tiền bạc của rất nhiều người xung quanh mình các anh chị. Nên tại sao có rất nhiều người không quan trọng sức khỏe này? Cho nên New Skin chúng mình vào đây sao như vậy? Chúng mình vào đây là cái kinh doanh của mình, kinh doanh dựa trên đúng kinh doanh tính người như vậy. Cái gì không phải vào đây mình tập trung mình chốt mình bán như một thứ gì đó, mình vào đây mình cho người ta sao, cho ta cái thông tin, cho ta kiến thức và cho ta sự quan tâm thôi. Còn lựa chọn hay không là số phận của họ rồi, chứ mình đâu có nào mình ép buộc được cái gì. Cũng giống như các anh chị trong đây mình nói học ngành ví dụ công nghệ thông tin đi, ngày năm 2000 á, ngành thông tin á, là cái chị đa chị thu nhập rất là tốt, hoặc ngành ngân hàng á, trong những năm thập niên 2000 đầu năm 2000 á. Nhưng mà vì nó tốt như vậy thì thấy đâu bao nhiêu người thôi vừa học ngành công nghệ thông tin, bao nhiêu người thì họ học ngân hàng, đâu có bao nhiêu người đúng không vậy, chưa kể họ có học được hay không nữa. Cho nên cái mình việc mình đang chia sẻ thôi, còn chuyện đẹp hay không là do số phận của họ vậy, do cái chưa tới số á, không sao hết. Nhưng mà sao mình phải khác họ, khi anh chị quyết tâm làm New Skin rồi thì mình phải biết cái nào là quan trọng, đúng không? Mình nói như vậy ở ngoài á, là mình nên bảo vệ bản thân mình trước, đúng không?
Và trong công việc kinh doanh cũng vậy, mình phải ưu tiên cái hàng đầu của việc kinh doanh mình đầu tiên. Nếu mà anh chị xem công việc mình là cam kết thì cái buổi SRV đó cho anh chị một kiến thức, cho chị một cái gọi là sao anh chị, cái năng lượng, cũng như là cho anh chị bức tranh lớn về cái niềm tin mà Nu Skin mang lại cho các anh chị. Bởi vì khi các anh chị mà ra ngoài làm Nu Skin mà không một niềm tin á, thì mình nghĩ các anh chị đừng làm, các anh chị chia sẻ sẽ không hiệu quả thôi. Và các anh chị cũng đừng có cầu mong rằng các chị ngồi đó trong vòng Nu Skin 5 năm, 10 năm, các anh chị sẽ thành công, nhưng mà các anh chị không hành động gì hết. Mình bảo đảm là chuyện đó sẽ không xảy ra. Các chị không tin, không tin nên kể anh chị câu chuyện của mình. Khi mình mới qua Mỹ á, tiếng Anh rất là dở. Và mình hy vọng á, là ở Mỹ trong vòng một năm á, mình nghe nhiều người nói qua Mỹ một năm tiếng Anh nó khá hơn. Mình nghĩ một năm tiếng Anh sẽ giỏi vậy. Nhưng mà sau một năm thì sao? Mình không có luyện tập, vì mình mỗi lần mình mở miệng ra là thấy người ta cứ hỏi lại hoài vậy. Nhất các chị cảm thấy mới học tiếng Anh đúng không? Hỏi người Mỹ cứ quát quát quát, mà càng quát thì mình càng thụt người lùi con người mình lại, thì càng lùi con người mình lại sao chị, cái gì không có luyện tập không nói nữa. Cho nên cái gì mình làm nhiều mình tự giỏi vậy. Chứ hẹn mình đọc nhiều, cái khả năng đọc mình là khá nhanh đó, khả năng viết giỏi thì mình viết nhiều, khả năng lắng nghe giỏi mình nghe nhiều, mình rất siêng năng học tiếng Anh các chị. Mỗi ngày mình dành đúng thời gian, nó cam kết học tiếng Anh luôn á, và chỉ nghe thôi, mình khả năng nghe tốt mà nói cũng không có được, đọc ẹ ẹ còn điện thoại gọi tới là ú ớ không biết luôn. Và mình hy vọng là tới năm thứ ba mọi chuyện vẫn thay đổi không, và mình tiếp tục làm những cái mình đang làm. Điểm số mình khá là cao quá nhỉ, nhưng mà mỗi lần có lớp mà nói thuyết trình công chúng thì mình vừa đủ đậu thôi, và sau năm thứ ba tiếng Anh mình không phát triển hơn. Và mình nghĩ à, nhiều lúc ta nói qua Mỹ chắc 5 năm á là tiếng Anh phát triển hơn được không, và ở Mỹ 5 năm tiếng Anh bập bẹ cũng không có nói được cái gì, phát âm là chuẩn là người Việt Nam luôn chứ không phải phát âm kiểu Mỹ nữa. Và mình cứ hy vọng tiếp sau nó không sao, 5 năm đâu, học hành là chuyện lâu dài, tiếng Anh là chuyện lâu dài, chắc 10 năm á là tiếng Anh mình sẽ khá hơn thôi. Dạ, xin lỗi chị, hơn 12 năm ở Mỹ với tiếng Anh mình nói chưa được cái gì, không có được, không có được giỏi, không được lưu loát thôi cái gì đó. Cho nên các chị đừng hy vọng mà chị làm new skin và các anh chị có một ai đó chia sẻ cái bí quyết cho các anh chị để các anh chị bán hàng được, chị tuyển dụng được á, thì chị quên đi, chị sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Bởi vì sao, nếu các anh chị đã có đội nhóm, anh chị có downline rồi, anh chị hãy ngồi nghĩ lại coi cách là các anh chị bán cho những người khách hàng này, cách chị chăm sóc người khách hàng kia có giống nhau không. Các anh chị mình tìm kiếm khách hàng đã khác rồi, mình gặp chị A mình chia sẻ một kem răng, mình gặp chị B mình chia sẻ một cái hũ waistband, nó khác là một người nói về two face, nó khác. Các anh chị thử nhớ đi, mỗi người có một câu chuyện khác nhau, không nằm một công thức căn bản là các anh chị áp dụng để qua người kia được, cho nên công thức á là sẽ không có, và tuyển dụng cũng càng không có nữa. Như bản thân của mình đi gặp anh Lam, anh em chia sẻ về New Skin hoàn toàn khác nhau. Bản thân hồi xưa Hồng Phương nói chuyện với Hải Quỳnh khác nhau, bản thân là cô Nga nói chuyện với chị Minh Tâm cũng hoàn toàn khác nhau. Bản thân chị Minh Tâm tìm hiểu vấn đề này cũng hoàn toàn là khác với anh Lam. Hai người rất là cam kết về công việc anh chị, nhưng mà vấn đề nằm ở đâu, vấn đề là họ đều có niềm tin mạnh mẽ hơn và làm. Bởi vì cái gì, bởi vì những cái sự kiện lớn như Success Olympic này cái gì đơn giản cái gì, mình tại sao mình đâu cái nào mình cho hết được cái giá trị của mình như thế nào đâu, nhưng mà với Success Olympic, cái không khí đó, những người thành công đứng lên chia sẻ đó, và hơn nữa là họ được xa cái nơi mà họ gọi là cái nơi an toàn á, mỗi ngày á lúc nào là họ có chuyện gì không, móc điện thoại ra chắc em bấm, nhưng mà khi các anh chị tới hội chào mà một nơi xa nhà rồi á, thì cái sự tập trung họ rất là cao không chị, và khi là sự tập trung càng cao thì khả năng của họ học nó càng thấm hơn, và khả năng hiểu và nhận biết vấn đề một cách là tốt hơn nữa. Như vậy các anh chị có phải là giúp cho họ một cơ hội không chị, giúp cho họ một cơ hội tập trung nhận thức được vấn đề, và nếu thích hợp với họ, họ có niềm tin đó, thì họ làm với cả niềm tin. Quan trọng mình phải có niềm tin đó chị, vào đây là thực sự là một cái niềm tin là mình mong muốn giúp đỡ người khác không chị, mình nó mong muốn giúp đỡ người khác, thực sự nó đúng là cái sứ mệnh của mình là vậy đó. Các anh chị vào đây các anh chị sẽ gặp những người mà giống như mình ngày xưa đó. Ừ, thất nghiệp đó, không có biết cái tương lai mình sau này như thế nào đó. Và cuộc sống nó mình rất là trôi nổi, rất là chán nản, gì chán chường anh chị, và mình luôn luôn mong có một cơ hội để thay đổi cuộc đời của mình, và mình rất may mắn mới được cơ hội Nu Skin. Và ngoài đây có rất nhiều người giống như mình bên ngoài đó, được cần đón chờ mỗi cơ hội mà chị mang tới cho họ anh chị. Còn mang tới bằng cách nào á thì mình dùng một chữ duyên. Chữ duyên đây là cái gì, có duyên với người đó hay không, có duyên là cái gì gặp đúng không anh chị. Nội anh em mà ngồi quen biết nhau trong đây, những webinar anh em mình ngồi mình gặp với anh chị đây, mà gặp ở ngoài được ngồi gặp mặt, được uống ly cà phê, được ăn uống á, thực sự là ta nói là nó có nợ mấy kiếp nhau mới gặp được á. Còn vợ chồng hàng trăm kiếp anh chị. Như vậy cái duyên anh chị gặp được họ rồi á,
Thì còn cái sau cái nợ nần với nhau sau này á, thì là do là quyết định của mỗi người hết chứ gì. Đã duyên chị gặp một người nào đó thì hãy mang món quà tuyệt vời của chị mang lại đến cho họ thôi. Cũng giống như mình vậy chị. Những người làm Nu Skin với mình, họ vào đây 5 năm, 6 năm, một điều tuyệt vời. Tuyệt vời luôn đó chị. Và những người vào qua đây có thể họ không kiên trì được 3 năm, 6 năm, họ vào đây chỉ 3 năm thôi. Cũng là tuyệt vời nữa. Thậm chí 1 năm, 6 tháng hoặc 1 tháng thôi. Thậm chí chỉ cần 5-10 phút anh chị. Nhưng mà trong khoảng thời gian mà họ ở bên Minh đó, Minh bên họ đó, thì Minh có thể là giúp mang được cái giá trị nào của Minh á tới họ, thì Minh mới làm được. Thì Minh là một điều là mà cái sứ mệnh của Minh, một niềm vui của Minh anh chị. Không 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 nhất thiết sao anh chị. Và cái đó mình học được tinh thần cho đi rất nhiều trong công việc này, mà trước đó mình không có tinh thần đó anh chị. Nhưng mà vào đây luôn luôn mình mang giá trị cho người khác, thì một ngày đó chị sẽ cảm nhận được giá trị khác mang lại cho mình. Và cái gì cứ mang tâm thế đó chị, chia sẻ như khách hàng của chị. Nếu vậy sao, chả lẽ nếu họ sự nhiệt tình như vậy, các anh chị họ biết các anh chị là muốn tốt cho họ, vậy họ không dùng trải nghiệm sản phẩm, thì sản phẩm tốt cho họ mà. Công thức bán hàng á, mà tuyệt vời nhất á, đỉnh điểm nhất á, là không có tuyệt chiêu nào chứ, vô chiêu thắng hữu chiêu mà. Con người với nhau mà, con người làm có công thức mà. Các anh chị là những người phụ nữ trong đấy rất nhiều phải không, nhưng mà các anh chị khi mỗi người người đàn ông tiếp cận với anh chị, có người đàn ông nào tiếp cận giống nhau không anh chị, đúng không? Hoặc các chị là những anh đàn ông đi, những anh con trai khi mà tiếp cận những cô phụ nữ á, các anh đâu phải dùng một cách làm hoài đâu, đúng không anh chị? Tùy cái cảm xúc và cái cảm nhận của mỗi con người á. Nên tại sao là trong đây là từ tâm ra tướng á, mình vào đây với một cái tinh thần, mình vào đây một cái sứ mệnh, vào đây cả một niềm tin về Nu Skin sẽ cải thiện cuộc sống của anh chị thông qua sự cải thiện cuộc sống những người xung quanh á, thì các anh chị hãy làm. Đó là sứ mệnh của mình này, thêm niềm tin của mình này. Cũng giống như trong công thức sự tự tin á, chị còn nhớ phải không, tôi cam kết đọc công thức tự tin là 2 lần mỗi ngày cái gì, nhưng mà trong đó một câu là tôi luôn luôn xui khiến người khác mang lại giá trị cho tôi, bởi vì tôi luôn chủ trương mang lại giá trị cho họ. Nó sao vậy, làm Nu Skin sao? Nu Skin là kinh doanh, thì kinh doanh phải có con số chứ không phải là mình là Nu từ thiện cái gì. Mình vào mình giúp đỡ cho người ta, bởi vì sao? Bởi vì mình cho họ cái giá trị để mình xui khiến người khác mang lại giá trị cho mình, thì mình cho họ trước mà, họ chứ, đúng không anh chị? Nó một cái sự tự tin, một công thức mà những người kinh doanh họ làm giàu, Steve Jobs, Bill Gates, Michael Dell, Henry Ford áp dụng rất là thành công từ công thức của Napoleon Hill. Tại sao xã hội mình cần phát triển với sự giúp đỡ lẫn nhau, và mình phải là người giúp đỡ đi trước thì người khác mới bắt đầu giúp đỡ lại mình chứ. Thì công việc này mình gì, cho đi mới nhận lại. Còn người nào mà họ không giúp đỡ anh chị, không nhận lại thôi, họ không thích hợp với môi trường này, cái cuộc sống họ cũng vậy anh chị. Những người thành công, những người giàu có bằng cái sự mà trí thức á, thì luôn luôn là họ sự cho đi rất là lớn. Trong đây các anh chị tự tưởng tượng ngay, ví dụ như chú Điên nói một câu rất hay á, nếu mà trong đây các anh chị mà có 10 triệu đô một tháng á, các anh chị xài không hết, các anh chị làm cái gì? 10 triệu đô là nhiều lắm nha, 1 triệu đô là 22 tỷ một tháng á. 1 triệu đô 22 tỷ, 10 triệu đô 220 tỷ, 220 tỷ là nhiều tiền lắm đó các anh chị. Một tháng gì xài không hết thì đa phần cái gì sẽ làm cái gì? Chỉ làm từ thiện đúng không anh chị? Và hãy trở về bản chất của con người của mình là cứ cứ nhiệt tình giúp đỡ người khác vậy. Còn cái doanh số kia thì mình phải xem xem mà đúng rồi, tức là những cái gì mình giúp người ta có hiệu quả hay không. Mình giúp người ta vì sao? Người ta cần một cái sự quan tâm về sức khỏe, mình chia sẻ hết mình thấy chưa, mình có follow up người ta hay không, về cuộc sống người ta có những vấn đề như vậy, mình xem lại trong New Skin có điều gì mang lại cho họ thì mình mang lại cho họ. New Skin là môi trường phát triển cá nhân rất là lớn đi. New Skin là nơi kết nối những người bạn rất tuyệt vời. New Skin là nơi mà họ có thể vào đây, hay họ có thể tham gia kinh doanh mức rủi ro rất là thấp. Nhưng mà đặc biệt phải cho thấy cái mục tiêu. Cái mục tiêu của tụi chúng SOV lần này, các anh chị thật sự là cái sứ mệnh của anh chị em mình rất là lớn, nhiệm vụ của anh chị em mình rất là lớn trong tháng 12 này. Phải đưa càng nhiều người vào SOV này, bởi vì các anh chị chưa biết được là các anh chị thay đổi cải chuyển đổi cuộc sống của họ như thế nào đó các anh chị. Trong một cái cuốn sách thiết lập mục tiêu á, các anh chị đã nghe qua một câu chuyện cô Florence này phải không? Đi xuyên qua bờ biển Địa Trung Hải á, bơi bơi cái rất mệt mỏi 10.000 mét anh chị, 10 cây số bơi xuyên ra bờ đó rất là mệt. Và khi mà cô ta đã đến đó đuối là cái cùng cực rồi anh chị, thì cô ta mệt mỏi quá, đuối sức quá, không bơi nữa và bắt đầu cho thuyền cứu hộ trực thăng tới vớt cô lên. Lúc đó thì sương mù dày đặc quá, mà cô bơi hoài cũng không biết chừng nào cô tới, cô rất mệt mỏi rồi. Nhưng mà khi mà cô lên thuyền rồi anh chị, và mọi người rọi đèn, lúc đó là gió thổi sương mù tan ra hết, trực thăng tới mà đổi một cái là sương mù tan hết luôn, thì cổ cách cái bờ đó chỉ có 50 mét thôi cái gì.
chỉ 50 mét là tới được hồ, nhưng mà sương mù quá gì đặt vào không biết đi đâu đó. Và cũng như cái chị vào Nu Skin cũng vậy thôi, mình vào mình làm rất là mệt mỏi phải không chị, có gì công nhận không? Nu Skin nó không phải là mình không biết đi đâu thì sẽ rất là mệt mỏi, nhưng mà kết quả rất là như thế nào đó, thì chị đi SMB chị sẽ biết được Nu Skin mang lại cho chị cái gì đó, mới là cô foreign người Mỹ nha. Còn còn người Việt Nam sao đúng chị, người Việt Nam mình thì hôm đó cũng đi bơi qua bên cầu Phú Mỹ, cái con sông như đó là dài 2.000 mét, và mấy anh vô bơi, một anh chàng nó bơi Mr. A nó bơi vào đến 1.950 mét rồi, còn 50 mét nó tới đầu bên kia thôi. Chị biết Việt Nam mình làm sao không chị, mệt quá đuối quá tôi bơi ngược về. Bơi ngược thêm 1.950 mét ngược về nữa đó, Việt Nam mình ngầu với anh chị. Những cái chuyện này nằm ở đâu? Các anh chị nhận thức vấn đề chưa? Vấn đề là có rất nhiều anh chị em làm NuSkin mình là khá là lâu rồi anh chị, làm 2 năm, 3 năm mà các anh chị chưa thấy những kết quả mình mong muốn á. Và các anh chị muốn sao? Các anh chị muốn bỏ cuộc về lại những công việc mà anh chị đã làm. Như vậy mình xin hỏi các anh chị nha. Vậy những cái gì các chị làm part-time bán thời gian xung quanh chiến đấu về cái gì? Chiến đấu về ước mơ của mình đúng không chị? Chiến đấu với gia đình của mình đúng không anh chị? Nói dùng chiến đấu là đúng luôn á, bởi vì không có cái sự nào nó khốn gọi là nó có cùng cực bằng cái anh chị phải chiến đấu với bản thân của mình đó. Có một cái thằng bé bên hông mình chị vật lộn xuống mỗi ngày anh chị, và đó là môi trường của mình đang làm. Có thể các anh chị đang làm ngân hàng gia đình hành như văn phòng mà anh chị quay quần với NuSkin 2 năm anh chị thấy chưa kết quả, một năm chưa kết quả, và anh chị muốn quay lại cái môi trường của anh chị, và anh chị chấp nhận những cuộc sống những cái môi trường đó đó biến mình lại giống như là mình thay thời điểm lúc đầu hết trơn đúng không, bơi lại ngay thời điểm cũ anh chị sẽ không phát triển gì hơn. Quý vị mình phát triển ở đâu, cái đầu tiên á là do cái môi trường. Nếu khi mà anh chị quay về lại công việc cũ mình đang làm á với cái môi trường cũ như vậy á thì chắc chắn con người chị cũng biến thành con người cũ giống y chang vậy, và 2 năm vừa rồi không có sự khác biệt bao nhiêu đó chị, mất 2 năm vô ích trong đó đích đến anh chị đã tính gần rất là nhiều rồi. Môi trường quan trọng nha. Hồi xưa gần đây mình mới gặp được cô bạn cũ, hồi xưa học trong trường mình là rất là giỏi, đứng hạng đầu trong lớp luôn, nhưng mà về Việt Nam mới như Cần Thơ cưới chồng, và khi cưới chồng rồi vì quá yêu chồng đi, tại cô này cũng 37 38 tuổi mới cưới chồng đó vậy, thì chồng rất đẹp trai, và lần đầu á hai vợ chồng sống nhau rất hạnh phúc vì ở gia đình cô trường người chồng công ty làm rất là hay nữa. Nhưng mà sau đó người chồng mình bắt đầu chuyển qua một cái công ty khác, và công ty khác bắt đầu đi nhậu nhiều hơn và hay có nhậu đêm nữa, và người già gièm pha nó ôi mày nhìn trẻ đẹp trai sao cưới vợ già như vậy á, xong rồi đầu bị môi trường rồi người chồng với bắt đầu thấy cái gì đó sinh nghi với vợ mình, nó thoải mà không thoải mái rồi đầu thấy đủ chuyện cái gì, xong rồi nói gì đó đàn ông phải năm thê tứ thiếp người người phong độ kia sự thành đàn ông thành công có nhiều phụ nữ xung quanh không, rồi đâm ra đầu có chè chẹt thì có ví dụ mà trai gái hay nhau, và cuối cùng sao gì cuối cùng hai vợ chồng đổ vỡ một cách chỉ vì môi trường thôi. Vậy môi trường rất quan trọng nha. Các chị quay lại môi trường cũ làm công ăn lương 8 tiếng mỗi ngày từ sáng đến chiều, có chị phát triển cá nhân có chị hay không, là các chị rơi vào môi trường của guồng máy mà họ biến cái chuyện con người mà bản chất cái gì không phải trở thành, không phải như vậy. Một điều nữa đâu, nếu các chị blue skin các chị thấy một cơ hội khác á, các chị có niềm tin hơn á, các chị chuyển qua đó thì có lựa chọn mọi người các chị có chuyện. Nhưng mà các chị nghĩ một điều đến gì, cuộc sống con người mình nhân loại trong vòng 6.000 năm nay sẽ có hai chuyện không bao giờ thay đổi được, hai chuyện mọi thứ đều thay đổi vậy, nhưng mà chỉ có hai chuyện không bao giờ thay đổi thôi. Một á là cơ hội, hai là khó khăn. Cơ hội mới luôn đi kèm với khó khăn mới. Các chị đừng hy vọng rằng anh chị mới có một cơ hội mới mà công việc nó dễ dàng hơn mà anh chị có một cuộc sống tốt hơn cái mà chị có bây giờ anh chị. Ruskin sẽ cho anh chị cuộc sống tốt, tốt hơn luôn á. Quan trọng mình chịu học, chịu thay đổi con người mình như thế nào. Các anh chị nghĩ cái mà các anh chị học với New Skin á, với cái mà anh chị học á, ở trên trường lớp á, có gì khác nhau không vậy? Mình thấy khác nhiều chứ. Ở trường lớp anh chị siêng năng hơn đúng không? Anh chị làm bài tập đều đặn hơn đúng không? Anh chị lấy giấy viết ra, anh chị ghi xuống những cái lời thầy giảng đúng không? Nhưng mà Blue Skin những cái kiến thức rất là quan trọng, đâu ai ghi xuống. Mình bảo đảm cho webinar ngày hôm nay nè, trên 80% các anh chị ngồi webinar không có giấy viết ghi xuống. Mình dám bảo đảm điều đó lắm chị. Đó là thái độ của mình với công việc, nó nghiêm túc như thái độ mình trong công việc, trong khi trường đại học không, trường đại học Việt Nam mình là một cái môi trường nó kinh khủng, cũng như là cái văn hóa học thức giáo dục Việt Nam mình cái gì
ở lại lớp một điều đó rất là ghê gớm, mà học lên lớp là một cái chừng ai bi ai mà người Mỹ họ nhìn vào người Việt Nam, họ thấy cái chương trình người châu Á đặc biệt người Việt Nam học đó là họ cũng phải hai chữ là bái phục luôn á. Vậy tại sao những cái khó khăn như vậy mà họ làm được, đi thi ở ngoài là đứng hàng Olympic toán là giỏi hơn người Mỹ rất là nhiều luôn, nhưng mà tại sao ngành kinh tế của mình lại không phát triển được cái gì, vì sao đất nước không phát triển được, đừng có đổ lỗi với chính trị, đừng có lỗi cho cái này cái gì, chứ đừng có đổ lỗi cho bản thân mình đi, có phải là cái môi trường mà mình ngưng mình không chịu phát triển, mình không có đối xử cái mà cái cuộc sống của mình như anh chị đi học hay không, cái anh chị tự nghĩ cái thái độ mình làm Nu Skin, thái độ mình học với Nu Skin á, như cái thái độ mình quay lại trường học á, thì chị Nu Skin sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều đấy, thế nào cũng giống như học đại học. Học đại học của Việt Nam mình đầu vô thì nó khó nhưng mà đầu ra nó dễ, tại bên dạy đại học bên thấy mà nó dễ dãi hơn nhiều, ở Mỹ thì khác hơn rất là nhiều. Ở Mỹ các anh chị phải các môn anh chị muốn đậu á gì phải trên 7 điểm mới những cái đậu được, Việt Nam mình nhiều lớp nhưng 4 4.0 mà 4 điểm là các anh chị được 4 trên 10 á là các anh chị được đậu rồi, mà ở Mỹ con số phải là 70% như vậy, nếu các anh chị mà dưới 7 điểm á là anh chị rớt vậy á, anh chị phải tất cả bộ môn các anh chị trên 9 điểm á anh chị mới thuộc loại giỏi thôi, còn trên 8 điểm là khá, 7 điểm là trung bình thôi. Bên Mỹ đầu vào rất là dễ thôi, nhưng ai muốn vô vô cũng được, nhưng mà tốt nghiệp rất là khó. Phải xem lại thái độ của mình như thế nào. Cho nên khi mà các chị có một cơ hội mới đi kèm khó khăn mới thôi. Đó, khó khăn mới sao? Chắc chắn nó sẽ không phải dễ dàng với anh chị rồi. Cũng giống như các anh chị từng nghe cái câu chuyện mà ngựa gỗ thằng Troy á, cuộc chiến các vị thần á, giữa người Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ á. Nếu các anh chị một số chị em đây đã vào Nu Skin thời gian đầu á, các anh chị từng đi Thổ Nhĩ Kỳ rồi á, thì các anh chị sẽ nhớ được cái hình ảnh của người gỗ thành Troy. Khi mà Hy Lạp đánh vào cái thành Troy á, chỉ để giành lại một cái cô Helen là một người phụ nữ sắc đẹp là nghiêng ngả nghiêng hầm luôn á, bởi vì sao, là một cái vị hoàng tử bên đây vào nước của bạn và ăn cắp hoàng hậu mang gió, và họ đánh một đó trong vòng 10 năm, nghe có vẻ như là một cái hoang đường gì mà có các vị thần đánh nhau này kia nọ, nhưng mà thực sự là họ đó một lý do nhỏ thôi, họ đánh nhau về cái kinh tế, muốn là họ chắc chiếm được cái vùng mà thao túng được cái bến cảng để phát triển nền kinh tế, cho nên 10 năm họ mang một lý do đó, và những người dân á, họ lúc đó họ bị mị dân á, thì họ chỉ biết là vì vì cái sĩ diện họ đánh nhau thôi, nhưng mà thực sự là những người cao cấp hơn, những người mà uyên bác á, hiền triết á, thì họ biết được vấn đề, đánh với vấn đề kinh tế thôi. Và đến năm 10 năm đánh không được á, thì họ cùng nghĩ đến một cái mưu kế là quân Hy Lạp á, nói là 10 năm quá mệt mỏi rồi, binh lực cũng mệt rồi, họ quyết tâm đi về, nhưng mà một người con gái không có đáng nữa, và họ bắt đầu đi về hết, bắt đầu để lại một con ngựa, vì họ nói á là con ngựa gỗ rất là lớn anh chị, bằng một cái nhà, nói là vì làm cái vị thần nổi giận á, cho nên muốn khi về muốn để con ngựa mà hiến tế các vị thần, và trong con ngựa đó là họ cho rất là nhiều người chui vô cái con ngựa đó, và người thành Troy á, Thổ Nhĩ Kỳ á, thì họ thấy vua Hy Lạp về họ rất là mừng, và họ thấy một con ngựa là một chiến lợi phẩm phải không, rồi họ mang vô thành, đúng không, mang vô thành để thờ cái thần, tất cả thần, thì trong khi mà họ mang vô thành vậy thì tối đó họ phải sao chị, cái dịp party 10 năm chiến thắng mà tối là họ nhậu nhẹt rượu banh chanh banh chách luôn, rồi mệt nghỉ phải không, thì trong lúc đó giây phút đó tối đó, đó người Hy Lạp mới mở cái chốt ra, và có bao nhiêu rất nhiều người trong cái con ngựa đó, hơn một khoảng chừng là vài chục binh lính đó, toàn là kiện tướng mà đi vào đốt thành phá thành và mở cửa để cho đội quân Hy Lạp, nói là rút thôi nhưng mà thật ra là đang đang đóng quân như một bờ đảo gần đó, vào tràn vào đánh thắng cái thành Troy, thành Troy được chìm đắm trong biển lửa từ đó, và cuộc sống của mình cũng phải đến gì, cuộc sống mình sẽ có nhiều cạm bẫy bên ngoài, nếu mà các chị cảm thấy những công việc quá dễ dàng bên ngoài mà chị thấy kiếm được tiền này kia nọ thì đơn giản cạm bẫy rất là cao, rủi ro rất là cao đó chị, nhưng mà Nu Skin sao, Nu Skin cho mình cái sự bền vững, bởi vì cái thu nhập của anh chị á, ví dụ anh chị mà mức thu nhập anh chị là 20 triệu một tháng á, thì các anh chị sẽ giữ vững 20 triệu một tháng á, và vào Nu Skin các anh chị cũng rất là nhanh kiếm được cái số tiền là 20 triệu một tháng đó chị, nhưng mà nếu mà các anh chị ở ngoài mà anh chị làm lương được 4 5 triệu một tháng á, thì vào Nu Skin á các anh chị vẫn làm 20 triệu một tháng á, thì các anh chị phải sao, phải chịu bỏ thời gian nhiều hơn để con người mình xứng tầm với 20 triệu một tháng, thì kinh doanh mình mới bền vững được các anh chị, ví dụ như các anh chị có một tháng thu nhập đi cao vút lên, nhưng mà nhiều người hỏi tại sao thu nhập tôi rất là cao trong công việc kinh doanh này, nhưng mà những tháng về sau lại đi xuống mà nó không được như tháng trước nữa, đơn giản thôi, bởi vì cái tầm của mình đang ở đâu á thì mình sẽ thu hút dòng tiền về mình lúc đó, gì dòng tiền và hạnh phúc, cái kỹ năng tư duy của mình các anh chị chỉ tới được 20 triệu, chỉ lên được 20 triệu, anh chị lâu lâu một tháng anh chị có những LTO của anh chị lên được cấp 3 lần 60 triệu đi, nhưng mà những tháng về sau anh chị cũng trở lại là 20 triệu, cho nên Nu Skin cho mình cái sự bền vững là vậy, nó khó khăn nó rèn luyện con người của anh chị cho anh chị xứng đáng với cái mà cái mức độ thành công của anh chị có được, và anh chị sẽ bền vững hơn việc này.
Và trong NuSkin nhiều lúc người thân cũng nói với mình đó, vì một số người thân mình vẫn theo cái quan niệm mà làm việc bên Mỹ lương như vậy đó thì về có lương hưu. Chẳng hạn như mình có người chú làm bên kỹ sư bên đây, thu nhập một năm là 100 ngàn đó chị, nhưng mà về hưu á thì lương tháng chỉ còn 1.800 thôi, và chú đó nó còn 2 năm nữa chú về hưu rồi, và chú nói là cái đó là ổn định đó chị. Wow, ổn định với 1.800 một tháng, và hỏi NuSkin nếu vậy mình làm á, mình về hưu á thì liệu có lương hưu rồi không vậy? Muốn về hưu lương hưu rồi, các anh chị đã có một hệ thống rất vững mạnh đó, chị thử làm từ đây đến năm 60 tuổi chị về hưu được. Nhóm anh chị lớn bạn cỡ nào như này biết chưa, 70 tuổi á, còn đồng skin 50 tuổi á, bây giờ thì cái tiền là mỗi tháng là trên rất là trả 80.000 đô la, chứ là tiền đổ xăng với máy bay và đi lại được cuộc sống của mình thôi anh chị, và làm những việc bất động sản khác, vì nên rất là giàu có, thêm cũng nhiều cái cơ hội khác bên ngoài mà anh chị. Nhưng mà NuSkin cho Nathan Rick được một cái tầm nhìn, một cái tầm mà ông ta có sở hữu nhiều hơn số tiền mà ông ta có thể kiếm được bây giờ. NuSkin là một đường dài. Câu chuyện chị nghe rất là nhiều mà, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người mà. Con người mình phải là một sớm một chiều trưởng thành đâu chị. Chị phải cần thời gian. Cần thời gian học hỏi để phát triển con người mình như thế nào, gọi là kinh doanh bền vững với NuSkin đó. Vì có người hỏi mình nếu mà ngày đó NuSkin đóng cửa, NuSkin không phát triển thì sao? Và khi NuSkin phát triển, NuSkin không đóng cửa, thì mình cũng không có sợ gì. Vì đó là kiến thức và kỹ năng của mình, nhưng phải nghe NuSkin mình đã có đủ rồi. Và khi mình có được kiến thức và kỹ năng đó, cái chị đi đâu thành công được cái gì. Chẳng hạn như chú Điên Nguyễn từ công ty cũ chú thành 1 triệu phú rồi. Nha. Và vào NuSkin đương nhiên thời gian chắc chắn 1 triệu phú rất là nhanh, trong vòng 3 năm mới chứ kiếm 1 triệu phú rồi chứ. Đúng không? Như anh An, anh vào đây là cũng là 36 tháng, hơn khoảng như 40 tháng là anh kiếm được 1 triệu đô, và 18 tháng kế tiếp với anh kiếm được 1 triệu đô kế tiếp nữa. Thì sao anh đã kiếm 1 triệu đô trước đó rồi, mà tại vì tại đến bây giờ anh với cam đang một chuyện là cho anh vào bất kỳ công ty nào anh cũng trở thành vị trí cao nhất team lead trong thời gian 1 năm. Bởi vì cái tầm của mình đã có, kiến thức cái mindset mình đã có rồi. Và hôm đó anh nói một câu mình thấy rất hay nha. Anh muốn trong vòng 10 năm nữa đó, đến năm năm 50 tuổi á, hơn là 12 năm nữa, 11 năm nữa đó, thì anh sẽ kiếm được 1 tỷ đô. 1 tỷ đô. 1 tỷ đô là hơn 1.000 triệu đô anh chị. Và thực sự là không phải là 1 tỷ đô là số tiền mà chị muốn hướng tới. Vậy hỏi anh chị trong phòng này, nếu có 1 tỷ đô chị sẽ làm cái gì? Phòng mình nghĩ là không ai trong phòng này mình cần số tiền 1 tỷ đô để làm gì đâu, đúng không anh chị? Nhưng mà 1 tỷ đô đây nói lên gì? 1 tỷ đô nói lên là con người mà chúng ta muốn trở thành. Sau khi đạt 1 tỷ đô đó, con người sẽ phát triển ra sao, và công việc NuSkin cũng vậy đó. Nhiều thành viên tỷ đồng, thành viên 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ là không phải số tiền họ đạt được, đó là cái mà họ muốn trở thành sau này. Và cái gì vào NuSkin cũng vậy luôn luôn, mình phải hình dung lên con người mình muốn trở thành như thế nào đó anh chị. Cái đó là network marketing, cái đó là NuSkin. NuSkin nó phải là kinh doanh, nếu mà mình vào đây mình mua, mình bán, mình kiếm tiền anh chị. Đó là một cái cao cả hơn rất là nhiều. Cao cả hơn ở đây những chiến đấu với bản thân mình đó, là phải chuyện đơn giản rồi. Đúng không anh chị? Cái đây không phải là vào đây mua bán để kiếm đồng tiền, nhưng mà vào đây phát triển bản thân, các chị phát triển hơn, anh chị tạo ra một giá trị nào đó cho xã hội, ảnh hưởng những người xung quanh của mình. Cái đó là cái sự ảnh hưởng của mình mà công việc của skill này. Nó một cái tầm nhìn nó xa hơn, nó rất là nhiều. Và khi mà một điều á, các anh chị làm cho người khác á, thì các anh chị sẽ có tiềm năng và các chị động lực, các anh chị sẽ làm mạnh mẽ hơn nữa anh chị ngày xưa, hơn nữa anh chị chỉ làm cho mình. Con người ta thường thường dễ dãi với bản thân, và thường thường rất là coi thấp bản thân của mình. Anh chị nghĩ lại đúng không anh chị? Ví dụ một chuyện đi, bình thường á, các chị có thể là ngại đi xa, ngại đồ, nhưng mà thử vợ các chị bị bệnh, các anh chị phải cấp cứu đưa vợ mình đi lên, ví dụ chị ở Cần Thơ hay làm việc Sài Gòn, chị lái xe 3 tiếng 4 tiếng, con mình bị bệnh phải đi cấp cứu, bây giờ chị cũng phải ráng mấy tiếng đồng hồ cho đi con đi cấp cứu. Mà bản thân bị bệnh thì có thể không sao đâu, gần gần đây cũng được, khỏi đi xa cho nó mệt, đúng không anh chị? Khi mà mình làm gì đó vì ai á thì mình chiến đấu rất mạnh mẽ. Tại sao NuSkin ở việc gia đình là vậy? Vì đa phần những người các anh chị có gia đình rồi, anh chị bắt đầu với lo gia đình và lo cho con cái của mình. Như anh Lành là vậy, anh Cao Minh Sơn Phước Lành đó các chị, khi mà anh vào NuSkin này thì anh cũng từng có gia đình rồi, nhưng mà cái niềm mà động lực lớn nhất anh làm NuSkin đó là người mẹ của anh là một và đứa con của anh là hai. Các chị thấy không, chưa có những người NuSkin nào thành công anh thấy vào đây mà không làm vì người khác đó gì, không có động lực gì đó. Và chắc chắn là khi mà chị vào đủ lâu rồi á thì sẽ cảm nhận được tại sao mình phải thành công vì những người trong đội nhóm của mình. Các chị nói đề cao hệ thống số 7, đề cao là NuSkin tuyệt vời lắm, mà mình mỗi ngày mình chất vất, mình chật lật, mình lay lắt, mình đủ chuyện hết trơn á. Như vậy sao mình giúp được người ta cái gì? Chị cái sự phát triển và sự phát triển, cái thái độ mình vào NuSkin phải khác cái thái độ của mình là mỗi ngày rồi. Thì bây giờ mình vẫn có thay đổi không kịp cái gì? Có thể là mình nuối tiếc quá khứ, nhưng mà quá khứ của mình nó như là những gì mình làm sai rồi. Hãy bắt đầu lại, mình cam kết với công việc NuSkin này như thế nào. Không phải cam kết cho anh chị một ngày với anh chị hơn ngày hôm qua là tới 300%.
tôi học một chiếc giờ 1 tiếng, hôm nay tôi sung lên một chiếc giờ đọc sách 10 phút, hôm nay tôi sung lên đọc 30 phút. Thường một ngày tôi gặp một khách, hôm nay gặp ba khách, không phải là vậy các anh chị. Các anh chị cần cố hơn ngày hôm qua một xíu bằng sự đều đặn của các anh chị thôi. Các anh chị không cần phải một phát cái 300%, nhưng mà ngày kế tiếp các anh chị sẽ trở lại hình bản thân của các anh chị. Thì sao các anh chị? Con người mình tầm mình thói quen mình chưa đạt đó, mình bắt cơ thể mình thích nghi một lần 180 độ sẽ lên được các anh chị. Đúng không? Cần một khoảng thời gian, từ 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 thôi. Nhưng mà phải cam kết sự đều đặn đó, ngày các chị đọc sách nhiều hay không? Bao nhiêu người cam kết đọc sách mỗi ngày 15 phút, 20 phút? Bao nhiêu người cam kết từ webinar mỗi ngày đâu quý anh chị, và bao nhiêu người chăm sóc khách hàng của mình mỗi ngày? Kinh doanh dựa trên con người với nhau, kinh doanh dựa trên cái tình cảm anh em với nhau, cho nên hãy chăm sóc những người khách hàng thân thiết của mình đó, như những người bạn của mình cho như vậy anh chị. Và nếu mà họ cảm nhận được cái sự chăm sóc của anh chị, chắc chắn là họ sẽ cảm nhận phải kinh doanh chung với mình hơn. Và chắc chắn là điều đó là anh chị muốn không chị? Khi những người khách hàng thân thiết của mình, những người mình rất yêu mến, họ kinh doanh chung với mình, một điều tuyệt vời. Hoặc là những người mà họ không muốn kinh doanh, họ vào đây họ xác định họ dùng sản phẩm thôi á, những người lớn tuổi á, thì các anh chị vào đó chị chăm sóc họ như người thân gia đình, như người cô, người chú vậy. Nhiều lúc bà con của mình chưa chắc là mình thân, mà những người khách hàng của mình đó gì, bà con xa với quê ít gặp này kia, cũng chừng năm chắc gặp có lần, mà khách hàng mình gặp thường xuyên hàng tháng. Còn bà con gần thì khỏi nói rồi, cái đó gia đình mình thì mình không nói, nói không 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 nói ra này, đúng không? Không là thay thế gia đình mà. Phải ngồi xuống, ngồi xuống lên kế hoạch kinh doanh mình rõ ràng, và với một cái phần mềm á, Nuvviệc CRM á gì, vào đó và hãy xem lại những người khách hàng của mình, chăm sóc hỏi thăm họ. Và khi mà anh chị có một cái sự phát triển bền vững, 20 người khách hàng trung thành á, thì chắc chắn sẽ tự tin giúp đỡ nhiều gia đình khác, bởi vì ở ngoài kia rất nhiều người giống như mình cái gì, rất nhiều người cuộc sống lay lắt như mình, và họ cần một cơ hội đó đổi đời của họ. Có rất nhiều người nghèo khó như Vũ Đoàn, nhà đúng là bốn cái chòi chụp lên á, cũng cần một người giống như các anh chị tới chia sẻ một cơ hội để giúp mỗi người như Vũ Đoàn có một cuộc sống ngày hôm nay. Cũng có rất nhiều người nghèo khó như Đồng Công Du, một sinh viên tỉnh lên Sài Gòn, lên lên Hà Nội cái gì, và vừa học làm thêm, chơi game miệt mài luôn. Họ cần cơ hội đổi đời từ họ NuSkill mang lại. Và còn rất nhiều người khác, có rất nhiều người như Hiền Nha Trang chẳng hạn, rất là nghèo khổ này kia, trọng làm bảo vệ từ sáng đến tối, phi vào NuSkill thì phải mượn tiền để mua mấy cà va này, cũng giống như Vũ Đoàn với Du với, là những người này mượn tiền bắt đầu kinh doanh. Du thì bán chiếc xe luôn để có tiền mua cái mấy cà va này cái gì. Những người phát triển như vậy, và cũng rất nhiều người ngoài kia, nhiều anh chị em Đà Lạt, môi trường khá là ảm đạm, tìm một cái gì đó để giúp đỡ nhiều xung quanh đó. Và những anh chị em ở Cần Thơ, khi mà cái môi trường mà chồng đi ra đường hay nhậu nhiều quá, sức khỏe bị xuống, thì ít nhất là có những người vợ xung quanh ý thức những người xung quanh sức khỏe như thế nào. Có nhiều người ở Lào Cai cái gì, và có rất nhiều anh chị em, đặc biệt là những người Việt Nam bên Mỹ làm leo bên đây, là họ trong giờ NuSkill có thể giúp cho họ một cơ hội thay đổi đời. Và những người như vậy rất cần sự giúp đỡ của anh chị, rất cần sự kêu gọi của anh chị. Cũng như là trong SLP lần này, cũng có rất nhiều gia đình, rất nhiều con người họ muốn thay đổi cuộc sống của họ thông qua cái success ở làm việc. Khi họ có tầm nhìn lớn hơn, họ có nhìn lớn hơn, có niềm tin lớn hơn, thì chắc chắn là tương lai của họ trở nên tốt hơn. Rồi thì các anh chị có những câu hỏi nào thì chị mới đặt vào đây nha, thì mình sẽ giúp các anh chị trả lời những câu hỏi một cách hết khả năng của mình nhất. Rồi nếu mà các anh chị không còn câu hỏi gì nữa thì mình xin tạm dừng webinar ngày hôm nay, và mình sẽ quay về Việt Nam vào đầu tháng 12, và đó là rất là vui nếu mình được gặp lại nhiều anh chị ở đây và với SOV. Mình còn có rất nhiều chị em trong đây mình thấy như webinar, mình chưa từng gặp mặt, nhưng mà mình rất hy vọng là trong buổi SOV lần này mình có thể được gặp trò chuyện với các anh chị, cảm nhận được những người bạn. Và đó là một niềm vui của mình mỗi ngày, mình quen biết nhiều người, mình chạm được vào một thế giới, mình hiểu rõ một người nào đó hơn, giống như là mình có thể làm có được giá trị từ các anh chị, hoặc mình có thể mang được giá trị của mình đến các anh chị để giúp các anh chị tốt hơn cuộc sống này. Chúng ta anh chị cùng học hỏi nhau một cuộc phát triển, và cái đó là một cái niềm vui của mình và một cái động lực của mình trong cái công việc này. Rồi có một cô này là em mới về không biết nên bắt đầu từ đâu, thì bạn mấy thì bắt đầu đâu rất là dễ, nhất là bạn vào cái trang mà 4 cách tăng thu nhập á, xem hết clip đi, và mình chỉ làm 1, 2, 3 mỗi ngày,
Nhưng mà đầu tiên á, cái bắt đầu từ đâu á, đầu á là bạn phải dùng sản phẩm và có niềm tin về sản phẩm thôi. Và cái thứ hai á là bạn nên làm á là nên hỏi người nào mời bạn vào cái webinar ngày hôm nay đi cái Success Olympic vào ngày vào tháng 12 á, nếu mình không lầm vào ngày 9, 10 và 11 tháng 12. Bạn nên đi 3 ngày đó. Và sau 3 ngày đó được á, thì bạn sẽ có một cái khung, một cái nền tảng để bạn làm như thế nào, bắt đầu như thế nào. Nhưng mà bắt đầu tiên phải dùng sản phẩm rồi. Chọn sản phẩm nào đó phù hợp theo nhu cầu của mình và sử dụng và cảm nhận và chia sẻ những người khác, tiến trình 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn, vì mình cũng có nhiều người hỏi mình như vậy á, em nên bắt đầu từ đâu. Và một số người hỏi là nếu em dùng sản phẩm rồi bắt đầu đâu nữa. Ví dụ sản phẩm rồi thì bắt đầu mình chia sẻ cho những người xung quanh, cho 20 hộ gia đình, và mình chăm sóc 20 hộ gia đình đó thôi, rất là đơn giản. Và thứ ba đó, thì trong 20 hộ gia đình đó thì sẽ có những hộ gia đình họ muốn làm kinh doanh chung với mình, thì mình làm partner với họ. Không, đúng là hỏi ba rất đơn giản đúng không anh chị? Cứ tập trung dùng sản phẩm trải nghiệm mà chia sẻ hơn 20 hộ gia đình. Rồi, đừng suy nghĩ gì cao xa, đừng hiểu là tôi phải nói giỏi là tôi phải này kia, vì bản thân mình có phải là người nói giỏi đó chị chưa, trước đó phải là người nói giỏi, giờ thì đỡ hơn xưa rồi, thì mình không phải không có tự hào mình giỏi hơn ai gì, nhưng mà nếu mình nghe lại những cái bài mà thuyết trình của mình cách đây 4 năm á, thì mình rất tự hào về cái sự phát triển của mình so với mình thôi, chứ mình không cần so sánh ai, với mỗi người một cái giỏi riêng mà sẽ cọc kiểu lắm. Hồi đó mình cũng vào đây mình cũng mới so sánh này, sao không nói giỏi như anh An Nguyễn, này sao bản thân mình không được nói như chú Điên, mà sao anh An nói tiếng Anh hay quá, Điên tiếng Anh hay quá, nhiều người nói hay quá, mà đó mình cảm thấy mình mất tự tin đến vậy. Nhưng mà thôi kệ, công việc của mình mà mình, cuộc đời của mình phải tập trung cái nào mà mình giỏi nhất thôi, mình tập trung vào sự đam mê của mình giỏi nhất thôi, mình tập đam mê của mình nhất thôi, giỏi thì chả được gì đâu có gì đúng không, giỏi thì giúp cho mình con đường thành công của mình trở nên nhanh hơn xíu thôi, nhưng mà cái giỏi đó thì có thể học được. Giống như các anh chị á, có môn các chị học 10 môn sẽ có môn các chị giỏi, có môn các chị dở chứ, có môn các chị 8 phẩy 9 phẩy, có môn các chị 5 6 phẩy thôi, chuyện bình thường. Cái gì tập trung mình giỏi nhất, và hãy làm mà cả một niềm đam mê, và hãy làm người khác, vì nhắc lại ngoài kia cũng rất nhiều người họ đón chờ cơ hội của anh chị, họ đón chờ những sản phẩm rất tuyệt vời công ty mang lại cho họ để họ cải thiện sức khỏe của họ khi mà cái nạn dịch tràn lan như hiện nay. Rồi, xin tạm biệt, hẹn lại các anh chị trong chương trình kỳ sau nha.